Có những người cực kỳ tham mà nói cực kỳ hay, nộp động cơ rất xấu, nhưng mà mình không hề biết, phải không nào? Đó, động cơ rất là xấu nhưng mà mình không hề hay biết. Thế thì cái người kia không bao giờ có phước báo. Mà không có phước báo làm sao hạnh phúc? Cho nên chúng ta hãy rất vô tư vì lợi ích của người, và vun trồng bồi dưỡng cái từ tâm ấy, làm vì hạnh phúc của mọi người, vượt lên cái ngã của chính mình, quên bớt cái tôi, nhà tôi, tiền của tôi, và vun trồng cái động lực cao cả đó, chính là bồ đề tâm, một yếu tố rất quan trọng của những người đệ tử Phật, là ích lợi cho mình và phải ích lợi cho người. Tại sao có những cái người tu ở trong hang, trong hốc, ở trong cái thiền thất nhỏ xíu à, mà mình nhìn người ta mình muốn bái lại? Tại vì cái tâm của người ta nó trong sáng quá. Dù ta không làm cái gì nổi tiếng, không ai biết, thấy không? Mà thậm chí người ta chỉ là một thiền thất đơn sơ, người ta không làm những cái hoạt động từ thiện, hoằng pháp, rồi là tổ chức giới đàn quy y rồi. Nhưng mà tại sao các vị gặp những người đó, các vị vẫn muốn lạy? Tại vì tâm ý người ta quá trong sáng. Cho nên cái tâm nó rất quan trọng. Chúng ta phải theo dõi cái tâm, cái ý của mình, có phải vì chúng sanh không, hay là vì riêng cá nhân mình, gia đình mình. Mình có cái gì cũng vì mình, vì người, thì phước đức tăng trưởng. Cho dù các vị là cư sĩ tại gia, nhưng các vị vẫn luôn có hạnh phúc trong cuộc sống của mình.